Ngày 21 tháng 3, tại khách sạn Hoàng Sơn, Sở Du lịch đã tổ chức khai mạc hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trường Đại Hoa Lư và các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh được tuyển chọn qua hai vòng thi, vòng sơ thảo với phần thi trắc nghiệm kiến thức chung, kiến thức hướng dẫn viên du lịch 30 câu và một bài thuyết minh trước ban giám khảo về nội dung giới thiệu bản thân, tự chọn giới thiệu về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, thời gian từ 5 đến 7 phút. Thông qua tiêu chí chấm điểm, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh có điểm cao nhất để tham gia vòng trung khảo, bao gồm hai phần: phần thuyết minh từ 7 đến 10 phút theo chủ đề bốc thăm, giới thiệu về một khu điểm du lịch, một nét đẹp của tự nhiên văn hóa con người, lịch sử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phần thi năng khiếu thí sinh lựa chọn hình thức thể hiện khả năng hoạt náo, lôi cuốn khách du lịch và các hoạt động trong hành trình du lịch, ca hát, kể chuyện, diễn kịch, nhảy múa hoặc khả năng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trong hành trình du lịch. Về giải thưởng sẽ có hai giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải hỗ trợ. Phát biểu khai mạc hội thi lãnh đạo Sở Du lịch khẳng định hướng dẫn viên du lịch đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động du lịch. Họ là cầu nối đại sứ của mỗi điểm đến mang đến cho du khách những câu chuyện văn hóa, lòng mến khách của địa phương. Thời gian qua dịch bệnh COVID-19 đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch nói chung, du lịch Ninh Bình nói riêng, không chỉ hướng dẫn viên phải nghỉ việc, chuyển đổi sang các ngành nghề khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh bình thường mới Du lịch đang dần được phục hồi. Hội thi là sự khích lệ động viên sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng cũng như trao dồi, bổ sung kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn du lịch, giới thiệu hình ảnh nét đẹp văn hóa về con người Ninh Bình đến với du khách trong và ngoài nước. Hội thi dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 21 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022.